Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin nóng chuyển nhượng ngày 10 tháng 8 năm 2023. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Huyền thoại khuyên MU mua Harry Kane, chị hỏi lặng. MU đã chi ra gần 180 triệu bảng để mang về 3 tân binh trong mùa này, bao gồm tiền vệ Mason Mount, thủ thành Andre Onana và Remus Soilang là tiền đạo. Tuy nhiên, ngoại trừ Mason Mount, Gary Neville đặt niềm tin rất ít vào hai cái tên còn lại. Andre Onana và Remus Soilang là hai vị trí sẽ bị giám sát kỹ lưỡng nhất và họ sẽ buộc phải thích nghi thật nhanh. Lý do tôi lo lắng trong mùa giải này là vì MU có hai cầu thủ khá mông lung ở hai đầu cầu môn. Đấy cũng chính là hai vị trí tối quan trọng có thể ảnh hưởng tới thành bại của MU mùa này. Tôi hy vọng MU hãy khôn ngoan và Harry Kane cũng thế. Họ sẽ có một thỏa thuận bất chấp sự quan tâm của Bayern Munich. Tôi muốn Kane sẽ nói rằng tôi không đến Bayern, tôi chỉ muốn tới Manchester United mà thôi. MU cần Harry Kane, họ cũng cần một chàng trai trẻ như Remus Soilang làm dự bị cho Kane. Nên nhớ mùa trước, Soilang không thi đấu mọi trận đấu cho Atalanta. Tôi khá lo khi MU đưa đứa trẻ này lên tuyến đầu, có quá nhiều áp lực đặt lên vai cậu ấy. Tất cả mọi người sẽ chú ý tới Soilang và điều đó không tốt. Chỉ Harry Kane mới có khả năng đưa Manchester United tới vị trí cạnh tranh được với Arsenal và Man City. Sự lo lắng của Gary Neville càng ngày càng đúng hơn khi mà Soilang sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải, tạm thời khoảng 3 vòng đấu đầu do vấn đề ở lưng. Đã không tham gia Tour du Dauphiné và còn dính chấn thương, khởi đầu của Remus Soilang chắc chắn sẽ còn rất vất vả. Barca có thể mất thêm ngôi sao vì luật công bằng tài chính. Rạng sáng ngày hôm qua, Ansu Fati đã đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Tottenham Hotspur tại Cúp Mohan Gaper thường niên. Sự khởi đầu ấn tượng này cộng với việc Ousmane Dembele chuyển tới Paris Saint-Germain, Ansu Fati sẽ có nhiều cơ hội ra sân và thể hiện phẩm chất ở mùa giải mới. Tuy nhiên, điều bất ngờ là huấn luyện viên Xavi đã từ chối đảm bảo tương lai của Ansu Fati. Sau chiến thắng trước gà trống, Xavi đã bỏ ngỏ khả năng bán Fati để câu lạc bộ đáp ứng luật công tài chính và đăng ký những cầu thủ khác lên ban tổ chức La Liga. Ansu Fati đang tập luyện tốt giống như Ferran Torres, nhưng cho tới ngày 31 tháng 8, chúng tôi không thể nói trước được điều gì đâu, vì câu lạc bộ cần đáp ứng luật công tài chính. Bên cạnh đó, huấn luyện viên của Barcelona đã gửi đi thông điệp yêu cầu bãi đạo tăng cường viện binh. Chúng tôi phải củng cố lực lượng thật tốt. Bộ phận thể thao và chủ tịch Laporta hoàn toàn biết điều đó. Hãy chờ xem các quy tắc tài chính sẽ cho phép chúng tôi làm được gì trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng. Khi được các phóng viên hỏi về khả năng tái hợp với Neymar, Xavi cũng đã từ chối trả lời. Tôi không thể nói về những cái tên không phải trong đội được. Năm ngoái tôi đã nói điều đó và họ đã nổi giận. Việc Xavi không đảm bảo tương lai của Ansu Fati lại là tin vui với Paris Saint-Germain. Vì trước đó ít ngày thì MC Sport đã tiết lộ đội bóng chủ sân công việc Hoàng tử rất muốn chiêu mộ ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha theo yêu cầu của huấn luyện viên Luis Enrique. Đội bóng thủ đô Paris được cho là sẽ tập trung theo đuổi Ansu Fati sau khi hoàn thành bảo đồng với Gonçalo Ramos từ câu lạc bộ Benfica. West Ham chê tiền của Man City. Sau khi để Riyad Mahrez gia nhập Saudi Pro League và Ilkay Gundogan chuyển tới quả Barcelona, huấn luyện viên Pep Guardiola đang tìm kiếm một cái tên có khả năng tấn công lẫn kiến tạo trước khi mùa giải mới khởi động. Mặc dù đã chiêu mộ thành công Mateo Kovacic từ Chelsea, nhưng đối với Pep nhiều tóc, như vậy là chưa đủ. Nên ngôi sao của West Ham United, Lucas Paqueta, đang được ông và bái đạo cũng như báo luyện của Man City để mắt tới. Tuy nhiên, đội bóng London nhanh chóng từ chối Manchester City và khẳng định tiền vệ người Brazil không phải để bán trong mùa này. Đặc biệt trong bối cảnh Daniel Rice đã rời đội chủ sân Olympic, thật khó để huấn luyện viên David Moyes cho phép một trụ cột nữa ra đi. Vào tháng 8 năm 2022, West Ham đã biến Lucas Paqueta trở thành bảo đầu kỷ lục của đội bóng khi thuyết phục thành công Olympic Lyon, nhà người với giá 53 triệu bảng. Ngôi sao người Brazil nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng, đóng vai trò lớn cho hệ thống của bố tạ. Paqueta đã ghi 5 bàn trong 43 lần ra sân ở mùa trước, giúp cho đội bóng của huấn luyện viên David Carlo Moyes giành Europa Conference League. Do đó, đội bóng thành London cho rằng lời đề nghị 70 triệu bảng của nửa xanh thành Manchester là không phù hợp. Tiền vệ tấn công người Brazil hiện tại có điều khoản giải phóng trị giá là 85 triệu bảng, song nó lại có hiệu lực từ kỳ chuyển nhượng sau. Bất kể vậy, 58 triệu bảng hiện tại cũng là con số không nhỏ mà Man City khó lòng có thể đáp ứng được, dù cho Lucas Paqueta có muốn gia nhập nhà đương kim vô địch đi chăng nữa. Hiện tại tiền không phải vấn đề với The Hammers khi họ đã đút túi 105 triệu bảng sau thương vụ Daniel Rice. West Ham sau những tuần im hơi nặng tiếng trong việc mua bán cầu thủ thì họ đang cho thấy những hoạt động mạnh mẽ trước thềm mùa giải mới. Ajax đã đồng ý để tiền vệ Edson Álvarez gia nhập đội bóng nước Anh với giá 30 củ bảng và Harry Maguire cũng sắp đến London với một mức giá tương tự. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin cũng cho rằng West Ham United cũng đã đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ của Southampton, James Ward-Prowse. Họ cũng đã theo đuổi đồng đội của Harry Maguire ở Manchester United, Scott McTominay. Do vậy, Man City hy vọng tiền vệ này sẽ giúp cho The Hammers thay đổi quan điểm về trường hợp của Paqueta. PSG ra giá cho Neymar 150 triệu, không có nhưng. Thật bất ngờ, hợp đồng của Neymar với PSG vẫn còn hẳn 2 năm, kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng. Nhưng ngôi sao người Brazil muốn rời Paris trong kỳ chuyển nhượng này ngay lập tức. Tiền đạo 31 tuổi không hài lòng khi Paris Saint-Germain chia tay các ngôi sao đẳng cấp như Messi, Ramos và đang đe dọa Kylian Mbappe để ép ngôi sao người Pháp phải rời đi. Nhưng điều khiến cho Neymar thất vọng hơn cả là anh cảm thấy không được câu lạc bộ bảo vệ bên ngoài sân cỏ. Vấn đề này xuất hiện vào tháng 5, PSG đã không có động thái bênh vực Neymar khi các cổ động viên Paris kéo đến trước nhà anh, chửi bới và đe dọa.
Đáng nói, ở thời điểm đó thì cựu sao Barca đang điều trị chấn thương và không làm bất cứ điều gì có lỗi với người mộ. Tuy nhiên, phía Paris Saint-Germain cũng không còn mặn mà trong việc giữ chân ngôi sao người Brazil sau nhiều mùa giải thất bại ở Champions League. Theo nguồn tin uy tín AS của Tây Ban Nha, PSG đã nói rõ với Neymar rằng họ sẽ để anh ra đi nhưng không chấp nhận mức giá dưới 150 triệu euro. Cách đây 6 năm, đội bóng thành Paris đã vung tới 220 triệu euro để kiếm đầu với tuyển thủ Brazil. Để tạo điều kiện cho sự ra đi của Neymar, PSG sẽ sang làm bảo đồng cho mượn một mùa kèm điều khoản bắt buộc mùa đứt vào hè năm 2024. Phương án này cũng giúp đội bóng thủ đô nước Pháp tiết kiệm một khoản đáng kể tiền lương vì Neymar có thu nhập cao thứ hai câu lạc bộ sau Mbappe. Điều đó cũng mở ra cơ hội cho Barcelona tái ký với Neymar. Gác khổng lồ xứ Catalang đang gặp khó khăn tài chính nên phương án mượn là khả thi hơn. Ngoài ra, Neymar còn nhận được sự quan tâm của một số câu lạc bộ tại MLS và Saudi Arabia. Chưa đạt tới đẳng cấp của Messi và Ronaldo, nhưng tên tuổi và sức hút của Neymar cũng là rất khủng khiếp. PSG sẽ giảm sức hút đáng kể nếu chia tay cả Neymar và Mbappe. Không những vậy, cơ hội giành Champions League lần đầu tiên của PSG sẽ càng khó khăn hơn, thậm chí khó bảo vệ ngôi vương tại Ligue 1. Điều buồn cười chỗ là mới vài hôm trước thì họ đặt ra tiêu chuẩn là từ 50 đến 70 củ là có thể bán Neymar. Nhưng ngày hôm nay thì Paris Saint-Germain lại nói rằng không dưới 150 triệu euro để họ nhả người. MU chia tay Harry Maguire. Vâng thưa quý vị, nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nói rồi vẫn phải nói nữa trong trường hợp này. Manchester United đang gặp khó khăn trong giai đoạn cuối của thị trường chuyển nhượng. Đội bóng huấn luyện viên 10 khó đang thiếu ngân quỹ để đem về những nhân tố mới. Sau rất nhiều ngày đàm phán, Manchester United cuối cùng cũng đồng ý bán được bảo đồng trị giá đầu tiên. Theo nguồn tin uy tín từ nhà báo Romano thì West Ham United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Harry Maguire với giá rơi khoảng 3 triệu bảng. Các thỏa thuận cá nhân sẽ được hoàn tất trong thời gian tới. Sau một thời gian dài với phong độ không tốt, Harry Maguire dù cũng đã phải ra đi, chấm dứt 4 năm thi đấu tại Old Trafford với danh xưng trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Harry Maguire gia nhập Manchester United từ Leicester City với mức giá là 80 triệu bảng cho một hậu vệ. Tuyển thủ Anh ra sân tổng cộng 118 lần, trong đó có 37 lần giữ sạch lưới và có cho mình 4 bàn thắng. Anh được kỳ vọng rất nhiều và là người sẽ gánh vác hàng thủ của Manchester United trong kỷ nguyên mới. Nhưng thật tiếc, chấn thương đã đánh mất mọi thứ tốt nhất của cầu thủ này. Maguire đã không thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn từ huấn luyện viên Ten Hag và anh đã bị loại khỏi đội hình xuất phát từ mùa giải trước. Đỉnh điểm là khi huấn luyện viên 10 khó quyết định tước bằng đội trưởng của anh, trao cho Bruno Fernandes. Mặc dù phong độ không còn được như xưa, nhưng huấn luyện viên David Moyes vẫn tin tưởng và đánh giá cao Maguire. Anh đương nhiên sẽ là lựa chọn hoàn hảo để vị huấn luyện viên này nâng cấp hàng thủ của búa tạ trong mùa giải mới. Khi còn ở MU, Maguire dù nhận rất nhiều sự chỉ trích, anh vẫn tỏ ra là một người có thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp. Ra đi có lẽ sẽ tốt cho cả hai, cả câu lạc bộ, cả cá nhân Maguire. Mong rằng khi chuyển sang đội bóng mới, cầu thủ này sẽ gỡ bỏ được hình ảnh và những rào cản tâm lý, trở lại với phong độ tốt hơn chứ không phải là một chuyên gia tấu hài. Euro 2024 đã tới gần, nên việc thi đấu thường xuyên ở West Ham sẽ giúp cho Harry Maguire rất nhiều. Huấn luyện viên cửa Nam vẫn coi Maguire là cầu thủ không thể thay thế ở hàng phòng ngự tam sư. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Tuyển Văn hóa ẩm thực.